Nói là quý vị hay mua phi mua đồ đó, là cái đó là mình chỉ chống đỡ trong một lúc vậy thôi, chứ nếu không tu thì cũng chết trơn à, chứ đâu phải mà không tu mà chung vô cái phi mà khỏi đâu. Bởi vì cái loại độc đó mà nó bắn ra đó là nó bay cũng như mây mình vậy đó, nó bay có cụm vậy đó, mà khi nó đụng vô cái cây rồi nó bắt đầu nó tủa ra bắt đầu nó cháy cũng như là pháo bông vậy đó. Nó cháy rồi bắt đầu là nó cháy xuống đất, còn cái khói nó bay đó, bay cái khói ra nữa, rồi mình hít cái hơi khói nó vô nó mới chết, lợi hại gì đó chứ không phải vừa đâu. Rồi bắt đầu nó khi mà nó đụng vô cái cây đó, bắt đầu nó tủa lửa ra, nó cháy có thể nói là cái khu vực chỗ đó là 100-200 công hay là quá. Bữa nay Mai Viên thay vô trong cốc của chú Tư, gặp chú Tư đang chiên chiên cái này, chiên gì vậy chú Tư? Khô chay, khô từ bi. Ồ, khô từ bi ha. Dạ. À, cái chỗ bếp núc của chú Tư nè quý vị. Rồi ông tự nấu ăn luôn hay sao chú Tư? Thì tự nấu không với ai đâu nấu. Không, vậy thấy không, sống mình nên đó là vậy đó, phải tự lực cánh sinh hết. Lúc trước quá cậu có nghe nói chú Tư ổng cái máy mà chạy nước đó quý vị, là mình nên ổng dịch chuyển đó quý vị. À, cái máy đó mình đang xong đó. Cái máy bự gì đó mình ra nóng đó quý vị. Dạ. Thì bữa nay sẵn vô đây thì anh em vô đây thì sẵn chắc dùng cơm với chú Tư luôn rồi quý vị ơi. Chú Tư ổng đãi món khô từ bi nè. Cơm ăn luôn đi. Đó, tổng tự ổng làm luôn đó quý vị. Cuộc sống đạm bạc thấy không? Miễn cho được ngày hai cơm tẻ mà. Tu hành đạm bạc rau tương mà. Khô được rồi dành. Rồi, mình không có xài lò ga hả chú Tư, mình xài lò củi chú Tư? Có bếp ga bỏ bên kia kìa. Đây, cái để mình ăn cái gì mình nó tiện thì mình ăn ha, còn bây giờ mình xài củi ha. Hôm nay cũng hội đủ nhân viên chúng cháu đến là giếng sức khỏe của chú Tư, sau thì cũng nhờ chú Tư chia sẻ về đôi điều đạo đức cho bà con ở trên cộng đồng mạng, hiện giờ cũng đang rất là quý mến chú Tư, về những cái đức độ của chú Tư đã thể hiện thời gian gần đây. Thì xin hỏi chú Tư, thì bà con nói là chú Tư có nói về khí độc lúc trước rất là nhiều, nhưng mà người ta muốn họ đính chính lại là khí độc là từ đâu ra, và khí độc nó sẽ tạo ra những cái bệnh hoạn gì cho bà con, và mình nên trốn ở đâu. Dạ, xin chú Tư diễn giải. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Để nhắc lại cái điều này cho bà con mình nhớ nha, bởi vì trong cái thời gian vừa qua tôi có nói qua cái phần này rồi, mà bây giờ là nó sắp sửa tới đó. Thì cái khí độc này đó là do nơi cái chiến tranh nó gây ra, chứ không phải ở đâu. Nhưng mà khi mà là cái thằng Nga mà nó thua rồi đó, thằng Nga với cái thằng Trung Quốc, hai thằng mà này là nó thua rồi, là nó tung hai cái này ra rồi, là kể như nó sẽ hủy diệt loài người mình. Nhưng mà cái điều này tôi đã nói mấy tháng trước, là cho nên bà con mình biết đặng mà chuẩn bị, đặng mà lo tu đi, lo tu mới có thể tránh khỏi, chứ giờ nếu không tu rồi là không có trốn đường nào khỏi hết. Chủ yếu là phải lo tu, mà Đức Thầy đã ra đời đã cho mình biết là phải ráng tu để mà tránh cái khổ này, không tu cái như không có trốn đường nào hết. Còn về cái vấn đề mà vừa rồi mà tôi nói là quý vị hãy mua phi mua đồ đó, là cái đó là mình chỉ chốn đỡ trong một lúc vậy thôi, chứ nếu không tu thì cũng chết trơn à, chứ đâu phải mà không tu mà chung vô cái phi mà khỏi đâu. Bởi vì cái loại độc đó mà nó bắn ra đó là nó bay cũng như mây mình vậy đó, nó bay có cụm vậy đó, mà khi nó đụng vô cái cây rồi nó bắt đầu nó tủa ra bắt đầu nó cháy cũng như là pháo bông vậy đó. Nó cháy rồi bắt đầu là nó cháy xuống đất, còn cái khói nó bay đó, bay cái khói ra nữa, rồi mình hít cái hơi khói nó vô nó mới chết, lợi hại gì đó chứ không phải vừa đâu. Rồi bắt đầu khi mà nó đụng vô cái cây đó, bắt đầu nó tủa lửa ra, nó cháy có thể nói là cái khu vực chỗ đó là 100-200 công hay là hoặc là 50 mẫu này kia, nó cháy
rồi bắt đầu cái dằn mây khác nó rớt xuống rồi nó đụng vô cây bắt đầu nó tủa ra cháy nữa. Còn nó rớt xuống biển thì biển sôi, nước sôi. Bởi vì thầy mới nói là ngọn thủy triều nó nút sục sôi, mà nếu không có cái vụ này thì nước làm sao sôi được. Thành ra nó rớt xuống biển nó nóng cũng như là cái cục sắt mà mình dục xuống nước mà nó sôi nghe bựng bựng vậy đó, dám sống nổi không? Mà bây giờ nếu mình nói mà đương không thì làm sao có cái vụ đó, trừ ra có cái là nguyên tử nó bắn ra nó mới có vụ đó thôi, không có làm sao có vụ đó. Tại vì quý vị không có hiểu tới rồi, thành ra quý vị là chưa tới quý vị không có tin. Quý vị có nước mà chờ mà chờ ông Năm mà nổi lên quý vị tu chưa. Cho nên Đức Thầy đó, Ngài đã nói rồi, người khôn nghe nói càng giàu. Cái người khôn người ta nghe người ta biết rồi, là ta chuẩn bị là ai biết đường thì sớm tẩu đạo à. Tẩu đạo là trốn chạy đó, là kiếm đường tu đó, là ta sợ ta trốn trước rồi. Còn mà không có duyên rồi là kể như là đâu có hiểu được cái gì đâu, rồi há họng cười không à. Rồi chút nữa đây sẽ khóc đó. Rồi là chút nữa đây là bắt đầu là nào là chắc khói nguyên tử nè, rồi nào là loại ác thú non tầng nó tràn xuống nè đó. Rồi cho quý vị không tu, quý vị trốn đường nào khỏi đó trốn đi. Mà mấy cái điều đó Đức Thầy Đức Phật đã cho biết trước hết trơn rồi. Lao sao ác thú non tầng, cái ác thú này là cái con thú hung, con thú dữ, mà con thú này là của Đức Phật Thầy. Mà khi mà lệnh của Đức Phật Thầy rồi là trên cái núi Tà Lên đó, bởi vì non tầng là cái non này nó nằm trên nước tầng trên miên nhân, là cái núi Tà Lên đó. Nó tràn xuống như dịch hãng đó. Rồi quý vị không tu rồi là nó ghĩa nó gấp quý vị cũng như là dịch hãng, mà nó gấp miên cua vậy đó. Gấp nuốt khỏi chấm nước mắm nước màu vậy trời. Rồi lúc đó cho quý vị không tin nha. Nào là rắn to tên gọi mãng xà, trên rừng nó xuống nó tha dương trần. Bởi vì có dịp nào mà đi cái điện cây quế đó, rồi tôi chỉ cái đầu con rắn cho quý vị thấy. Cái đầu con rắn cục đá đó là theo như dòm lại với mình đó, là nhỏ hơn con thằng lằn nữa. Con thằng lằn nó ăn bù hông. Cái đầu con rắn rõ ràng chứ phải là bởi vì bây giờ mấy ảnh tu rồi, thành ra mấy ảnh thành đá đó. Bởi vì ngay cái điện cây quế đó hồi đó đó là có hai cái cây quế, hai cây quế đó quý lắm, cho nên là nếu mà ai mà vô đó mà lấy được cái cây quế đó là về bán làm giàu đó. Cho nên ở đó có một cặp rắn nó giữ cây quế đó, đâu có ai vô được, là ngay cái điện cây quế đó. Rồi bắt đầu thời gian sau này bắt đầu nó mới thành đá, nó tu ở đó đó. Rồi bây giờ là dòm cái đầu nó là như vậy nè, dòm cái đầu y gan con rắn vậy nè, rõ ràng luôn. Cục đá khổng lồ bự hơn cái nhà nữa, cái nhà ăn thua gì so lại với mình, nó le lưỡi nó liếm cái khỏi nhai khỏi bọng rồi đó. Dạ, bữa đó mấy cháu cũng đi ngang đó, cũng đi xe lên đó đó, chú Tư cũng có gặp đó chú Tư. Gặp cái con rắn hổ là tặng mắt quốc tạo gặp luôn chú Tư. Nó bò ngang đường là nó bự hơn cái, nó bằng cái cổ giò của mình á. Nó bự hơn cụp tay. Nó bò ngang đường là giáp đường luôn. Hổ đó là hổ đất á. Màu đen. Màu đen là hổ đất. Ừ. Rồi nó bò ngang, mấy cháu đâu có dám chạy đâu, mới ngừng là đợi nó bò xong mới chạy. Chặn tại điện cây quế đó chú Tư. Thấy rõ ràng tặng mắt luôn, quay móc máy quay là không kịp. Ừ. Nhưng mà không thấy khúc đầu. Cái đầu thấy được khúc đuôi không? Thấy được khúc đuôi. Thì cảm ơn chú Tư. Thì xin hỏi chú Tư là cái triệu chứng của cái khí độc này nó sẽ gây tác hại như thế nào chú Tư? Xin chú Tư diễn giải dùm. Cái triệu chứng khí độc này thì nó sanh ra là bệnh hoạn. Rồi nếu mà hít vô thì nó sẽ chết ngay tại chỗ luôn. Còn như mà nó chạm ngoài da thì nó cũng bị bệnh nè. Rồi cái thứ hai nữa là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế đã sai chư thần giải ban trái xuống. Mà cái bệnh này gọi là ban trái chứ không phải là Covid gì trên, tại khoa học nó đặt vậy đó.
chứ bệnh này là bệnh ban trái, mà hiện giờ đó là cái bệnh sốt huyết đó là nó đang bộc phát mạnh, mà nó đặt là bệnh sốt huyết đó là bệnh ban trái đó. Cho nên cái bệnh này đó hổm gài tôi bị đó, thì tôi đang nghiên cứu để mà trị đó, thì tôi có cái bài thuốc tán ban. Cái bài thuốc tán ban này hồi xưa đó là ông bà mình là xài cái bài thuốc này không à, nó thuộc gì thuốc bắc, tán ra rồi uống, rồi hàng ngày mà nếu mà mình thấy mà trong mình nó khó chịu, nó nặng hay hoặc nó chảy mũi rồi đó là phải xong nhiều khi ngày 2 lần, rồi thuốc tán ban nó uống vô ngày 3 lần. Chứ giờ nếu mà chạy theo thuốc tây, uống thuốc tây thì cái ban nó không có ra được, nó không có ra được rồi bắt đầu là nó ngặt mình hoài. Cho nên là hổm gài là tôi là nghiên cứu qua cái vấn đề này đó, là tôi mới uống thuốc ban mà của ông bà mình để lời xưa đó. Còn mấy cái to tôi lục lại tôi kiếm gặp đó, thì tôi bổ thuốc đó tôi uống hổm gài không mà khỏe đó. Uống thuốc tây vô rồi làm như cái ban nó ra không có được, rồi làm như nó muốn ngặt mình đó. Nó ngăn hoài. Người nào là tiêu ban lộ nay đen đồ quất vô, bởi vì mấy cái loại đó nó trị ban. Đừng uống thuốc tây rồi ban nó ra không được, rồi nó ngặt mình hoài. Rồi nếu mà người nào mà biết nẻ đó, nẻ còn hay nữa. Nẻ lấy cái chất máu ban, máu bệnh rồi đó, máu dơ ha. Ừ. Chứ mấy cái bệnh này tôi thấy rồi là cực kỳ nguy hiểm luôn. Mà nếu mà chạy theo thuốc tây thì không được. Cho nên hổm gài tôi là nhờ qua cái bài thuốc của ông bà để lại hồi xưa đó, là để trị ban trái đó. Là tôi uống thuốc đó không nữa mà khỏe đó. Giờ không có xài thuốc tây nữa. Thì theo như những lúc trước chú có nói là cái bệnh dịch này đó là không phải là cái bệnh tại nó đặc tử đặt tên, nhưng mà nó là cái bệnh trái ban gì đó, thì đúng không vậy chú? Thì nó là thuộc về ban trái, mà cái bệnh này là Đức Phật ông Sư Giải Văn Phai ông đã nói là từ lâu rồi. Ông Sư Giải Văn Phai ông nói là hồi năm 1901 tới giờ là trên 100 năm rồi. Cái bệnh này là nó bệnh ban trái. Mà mấy cái ông mà già mà hồi xưa còn sống lại, bây giờ có ông còn sống lại đó, mà hồi đó mà bị trái đó. Cái lưng nhiều khi là cũng như gỗ sáo, nó lủng lỗ như là y gan như khung bánh khọt đó. Là đó là trái đó. Thì nơi đây thì có một cái ông anh, ổng cũng bị giống như vậy, thì có cái triệu chứng vậy đó, thì đưa cái tay ra cho bà con ta xem có đúng gì không vậy chú. Mấy cái này là trái không nè, mà điều cái này đó nó nhẹ nha, chứ nếu mà là trái mà nặng nữa là cũng như mà thường thường mà mình thấy mấy cái người mặt gỗ đó là bị trái không đó, chứ đâu phải mặt gỗ. Bây giờ cái mặt cũng như là cái gỗ vậy đó. Bởi vậy mới đặt là mặt gỗ đó là bị trái không đó. Còn cái lưng hoặc giò rồi này kia đó là cũng như là cái khuôn bánh khọt là thuộc gì trái. Cho nên ngày hôm nay bởi vì khoa học nó tiến bộ rồi, nó đặt là Covid cô này cô kia, B1, B2, B3 rồi này kia, sự thật là ban trái không à. Cho nên là quý vị nào nếu bị là cứ việc kiếm cái bài thuốc bắc mà chị về ban đó uống đi tôi, rồi xong nếu mà trong mình thấy khó chịu đừ hay là hoặc là nó chảy mũi rồi đó, là cái việc xong một ngày 2 lần, xong hoài nhẹ thôi à, làm y vậy hoài đi là từ từ hết rồi. Với cái thứ hai nữa mình phải cử nước nha, nhiều khi rửa mặt nó cũng trúng nữa đó, rửa tay nó cũng trúng nữa, nên mình phải cử nước rồi là cử tắm luôn đó. Mình cử tắm từ sáng tới chiều hay là mình cử tắm lúc nào chú Tư? Cử luôn, nhiều khi 2-3 ngày luôn không dám tắm luôn đó. Mình tắm lên chút lại liền hả? Chờ cho nó khỏe rồi bắt đầu mới lau mình mà cũng lau từ từ thôi, nếu mà nó không chịu là thôi, chứ đừng có lau tới nữa nha. Thí dụ như nó không chịu là nó sừng lông gáy là nó không chịu rồi đó. Rồi chú Tư cho con hỏi cái này nó giống băng như băng gạ hồi xưa không chú Tư? Thì cũng nó trái gạ đó. Thì cũng nó không đó, băng gạ băng trái thì cũng nó không đó. Nó trái gạ hồi xưa là người ta kêu gạ mùa á. Thì cũng nó không đó.
Hồi xưa thì ông bà mình hồi xưa thì trái gạ đó thì bứt cái gốc lúa đó, gốc gạ gốc lúa vô nấu nước uống. Nấu nước. Cho nên cái bệnh này đó là nó đảo lại như hồi xưa vậy đó. Cho nên bởi vì bây giờ cái khoa học tối tân cho nên nó chạy theo thuốc tây không à. Rồi nó bỏ đi cái mấy cái bài thuốc cũ của ông bà mình hồi xưa, là chẳng hạn như là thuốc tán ban đồ này kia đó, là hay lắm chứ đâu phải dở đâu, mà nó trị ngay bệnh đó luôn đó. Hồi đó có vụ mà thuốc bịch tán nhỏ nhỏ mà để trị ban trắng ban rồi đó. Tôi mới lục được cái to thuốc đó là rất cực kỳ luôn, mà bây giờ mắc mấy vị đó chứ. Mới kiếm được cái bài thuốc đó là quá đã luôn, hôm gài nhờ cái bài thuốc đó đó. Uống thuốc tây vô nó không có ghé vô đâu cái gì chứ, mà lại trong mình nó làm như nó khó chịu nữa, làm như ban nó ra không được rồi cái nó khó chịu. Rồi cái mình tôi giờ nó ra như vậy cơm cháy, ban nó ra mà nó là bị chỗ á. Chỗ ban mà không gài, không có quẩn mà mua trứng gà, mua trứng gà mình luộc mình lăn thêm nữa còn ngon nữa. Mình lăn thêm nữa mình lấy ban ra cho nó mau. Đừng có chạy theo thuốc tây hoài không có được. Dạ thì kính thưa chú Tư, hồi cách đây cũng khoảng một ngày ban đêm á, thì có cái vị đó nữ khoảng tầm 40 mấy tuổi, cái có lợi tín hỏi chú Tư mà ta điện chú Tư hoài không được, nó bận. Và thứ hai nữa là người ta cũng có lợi, người ta cũng ngại đó, người ta cũng chụp hình gửi cho con coi. Thì chút xíu nữa bác Tạo sẽ để cái hình lên đây cho quý bà con xem. Thì nó bác Tạo cho quý vị xem như thế này nè. Chị ba lấy cái tay với chịu cho cái chỗ cái phần bãi như này, còn cái chỗ này nè, cái mục nó mọc cái mục đây nè, cái mục nó cộm đây nè. Tôi chút xíu nữa con sẽ lấy cái máy đó cho đưa cái hình lên cho bà con xem. Thì cái cỡ mục đây nó cộm như này mà chị nói là mới có được khoảng 4-5 tháng nay à. Rồi bây giờ là chỉ lúc mà chỉ quỳ xuống chỉ lại giái lại vậy thì nó cộm, nó đau, nó lối nó. Rồi chỉ muốn gặp chú Tư để tư vấn và để nó thuốc, thì chú Tư cũng cho biết trên mạng cộng đồng đi, thì để chị giúp cho chị được cái gì không. Rồi sau đó thì chị cũng gọi điện chứ chú Tư chị cũng nhờ con vậy đó, cũng tha thiết. Cô này hình như ở Long Kiến mà mới điện nãy nè. À đúng rồi, có mới điện nãy đó, con cho số đó rồi. Đúng cái gan vậy chú Tư, đúng gan vậy phải không? Rồi chú có thể nói về bệnh cho bà con nghe trên mạng luôn. Thì bây giờ để nói cho bà con mình một cái tin mừng là thuộc về khối u vú đó, hoặc là các loại mục. Thì về cái khối u vú đó, nói chung là về cái bệnh vú nó tới hai bệnh lận, một là khối u vú và hai là đau vú. Thì trong vòng một năm á, là tôi sẽ trị cho bà con là bảo đảm 100%. Còn mà ra là 2-3 năm rồi tôi trị không được, tôi phải chuyển qua ông bạn. Bởi vì ông bạn tôi có ông bạn là ông trị về 2-3-4 năm gì ông cũng trị trơn á, trị rất cực kỳ luôn. Nhưng mà ông hút thuốc nam là trong đó có thuốc bắc nữa, thành ra ông trị là các loại mục ở trong cơ thể mình luôn, chẳng hạn như là khối u phổi, rồi khối u gan, rồi là khối u bàng quang tuyến tiền liệt rồi này kia, là mục là trong bề trong, nói chung là bề trong và bề ngoài luôn. Rồi trừ ra là người đó tới số thôi, chứ không tới số là không cứu được trơn. Cho nên quý vị nào muốn điện tôi đó là điện bằng ngày, bằng đêm đừng điện. Bằng đêm bởi vì từ chặn dạng mà cho tới 9-10 giờ đó là giác đó khách nó điện dữ lắm, nhiều khi quý vị điện không có được, kẹt máy hoài. Có điện bằng ngày á, từ 7 giờ mà đổ tới 9-10 giờ, nhiều khi 11 giờ là quý vị khó điện lắm, bởi vì lúc đó kẹt máy hoài. Dạ thì chú Tư ơi, người ta cũng hỏi con vấn đề này nhiều lắm rồi nhưng mà con cũng quên hoài, thì hôm nay cũng nhớ. Thì người ta hỏi là chú Tư cũng nói rõ là lúc trước á, chú Tư á, là đi chú Tư từ ở đâu mà để biết được cái trị bệnh cho bà con vậy, mà trị bệnh cũng hiệu quả, rất là hiệu quả luôn. Có thể nói là người ta nói là chú Tư
có người thì nói chú Tư là lên xác, có người thì nói chú Tư là dựa này kia, thì theo chú Tư là như thế nào? Tư cũng nói đến chính gõ gì chỉ có dùm. Thì về cái phương cách trị bệnh thì về cái bệnh vú này đó là bà già tôi chuyện lại. Bởi vì hồi trước khoảng năm 1960 mấy đó thì bà già tôi mới bị bệnh vú. Thì lúc đó tôi mới có khoảng 9 tuổi à. Cho nên mới gặp một vị thầy này cũng là từ bi trị hết rồi mới truyền nghề lại cho bà già tôi. Rồi cái ngày tôi lớn đó, khôn lớn rồi bà già tôi mới truyền lại. Truyền lại thì lúc đó tôi khoảng 19-20 tuổi rồi, tôi cũng không có để ý nữa, cũng không có quan tâm tới nữa. Rồi thành ra là tới cái ngày mà tôi gặp vợ tôi là cái bà bây giờ nè, bà mới bị đi. Bị lúc đó thì độ khoảng bằng trái chanh, nó khoảng bằng trái chanh gì rồi nè. Là về tôi mới đụng đi, tôi hỏi bà cái gì cứ nhắc ở đây, bà nói trái chàm. Tôi nói bà không biết chứ bà bị đau vú rồi chứ đâu phải trái chàm, để tôi phun cho. Rồi tôi mới ra tôi kiếm thuốc tôi phun cho bà là đâu 4-5 lần vậy nó hết rồi, bắt đầu tới là sanh đứa con cái bắt đầu nó bị nữa. Nhưng mà nhờ cái thợ nhà mình biết nó phát hiện 2-3 bữa mình biết rồi, thành ra phun 2-3 lần hết rồi, nó mới chịu mau lắm. Rồi là tới nhỏ gái là nó sanh ra nó bị nữa, mới sanh có 2 ngày lại nó bị nữa rồi. Mà tôi phun tại nhà thương luôn, mấy cái bậy tá mấy bà la mấy bà nói ông chị được không mà ông phun. Tôi nói chị không được phun chi vậy. Rồi bắt đầu từ từ bắt đầu ở sớm rồi này kia người ta nghe bắt đầu người ta mới lại. Lại thì mới đầu tôi cũng làm biếng nữa, tôi chỉ cho ông chồng chị không à. Tôi làm biếng rồi tôi chỉ cho thân nhân cho ông chồng gì ông chị, rồi truyền nghề lại luôn. Chị tới đâu là truyền nghề tới đó, không có giấu. Rồi bắt đầu mới là có cái căn duyên sao đâu á, có một vị đi theo tôi là tôi độ khoảng lúc đó tôi mới 20 tuổi à, bị gì quả núp sau lưng tôi hoài, tôi nói đâu ma không à, vì lúc đó chưa có biết. Tôi nói đồ ma không à, nhưng mà trong bụng thì làm như nó cũng không có sợ nữa. Làm như nghĩ là bà này chắc cũng quen thuộc gì đây, chắc cũng không có sợ nữa mà đều mà nói ma vậy thôi chứ cũng không có sợ nữa. Nhiều khi thấy quá ban ngày luôn á. Thấy nhiều khi sát bên chừng độ chừng 2 thước à. Mọi cái tướng của bà im lắm, cái tướng là người tu mà. Rồi tôi mới suy nghĩ, tôi nói bà này vậy là người tu chứ không phải ma. Rồi bắt đầu là rồi tự nhiên rồi thì bắt đầu mình trị bệnh này cái rồi biết bệnh kia, trị bệnh kia biết bệnh nọ, rồi biết rồi bệnh nào cũng trị trơn. Rồi bắt đầu là cũng như nghề dạy nghề, rồi cũng quen bạn bè cũng lương y này kia, thí dụ như ông lương y này ông trị cái bệnh này, ông lương y kia ông trị bệnh kia, thí dụ như bệnh này tôi trị không được tôi chuyển qua ông kia đó, thành ra là nhờ qua nhờ lại vậy mà cũng giúp cho bà con được trơn à, chuyển viện. Tôi giờ có ông bạn là ông trị về bệnh là nói về mục nữa hen, mục trong mục ngoài rồi này kia, là ông trị là đại tài luôn, trị thuốc nam nửa nam nửa bắc, bệnh nặng gì tối đa lắm là khoảng chừng 60 thang là hết à, bệnh nặng á. Thành ra mấy cái bệnh nói cho quý vị biết là cái bệnh vú đó là trong vòng 1 năm là tôi sẽ trị cho quý vị là 100% bảo đảm luôn. Còn mà khi mà quý vị không có biết đấy hen, rồi quý vị chờ cho nó đau đó là kể như là phải nói là từ 2.5 cho tới 3 năm mà nó mới đau đó nha, chứ mới đầu nó không có đau đâu. Mà khi mà nó đau rồi là bắt đầu nó sắp sửa nó tấn công quý vị rồi đó, mà quý vị trở tay không kịp là chết với nó đó. Bởi mấy cái bệnh này mà nói ra là tôi biết là mấy ngày trên này. Rồi hồi hôm qua hôm kia gì cũng ở ngoài Bắc có một vị đó là nó mới bị gì mình lên cái clip này mình nói cái người ta cảnh giác, bây giờ nó mới có bằng cái hột bắp à, bởi vì mình nói nhờ mình nói người ta mới biết đó, chứ thôi mình không nói người ta cũng không biết nữa. Cho nên là cái vụ này cũng hay. Rồi có người thì mới phát hiện là bằng trái chanh rồi này kia, thì mấy cái đó là trị hết trơn à, dễ lắm.
đừng có chờ cho nó bằng cái chén rồi mà nó cứ ngắt như cục đá chỗ bằng cái chén rồi là cái như nó đỏ rồi bắt đầu nó đau lên nữa rồi là trở tay không kịp là mệt với nó liền. Cho nên nói đây là để cho bà con mình là đề phòng để ngừa, nhất là đàn bà. Mà cái vụ này đó tôi nghe nói là cái áo ngực đó là thằng Trung Quốc nó để thuốc để gì trong đó, bởi vì đàn bà là bị đa số luôn. Hay là con hay đó chứ chú thầy. Cho nên gắng cẩn thận vô đó. Con nghe nói nó để thuốc rồi. Viên thuốc. Rồi nó còn để thêm cái con gì nữa mà vô nó cắn nữa. Nhưng mà để viên thuốc thì thường thường á, có người ta kỹ á, người ta mua á, người ta sẽ bóp trong đó. Bóp trong đó coi có vật gì không thì cái áo đó người ta không có lấy. Còn mấy người không kỹ là lợi thí mua không? Không, nó tẩm đâu trong, nó tẩm thuốc đâu trong giải á. Thành ra mình không có biết được. Mà nếu mà nói mà cái áo ngực mà của Trung Quốc là cái như là bị có thể là nói là 80% luôn. Làm như là đi nhuộm đâu trong giải trong á. Rồi về là bẵng là bị chăng. Quá ác quá ha. Cho nên để nói cho bà con mình là đề phòng. Khi mà mình phát hiện sớm nào tốt nấy. Nó là mới phát hiện là nó như một mụn vậy đó. Nó nhỏ xíu vậy đó. Nó không có đau đớn gì trơn. Nhưng mà trong vòng một năm đó là kể như nó lớn là ngó thấy luôn đó nha. Một năm là có thể là nó là lên tới bằng cẳng cái rồi đó. Lớn vậy đó. Mà nó không có đau đo hết trơn. Rồi cảnh mình nghèo. Cảnh mình nghèo nữa rồi thấy nó không đau rồi thôi chắc nói đâu một hạch rồi này kia thôi đi mặn thí nữa rồi. À. Mà tới khi mà nó ngại bự nó bằng cái chén nó cứ ngắt ở chỗ là cái như rồi nó phát hiện lên nó đỏ, thịt nó đỏ bắt đầu nó đau cái là rồi bắt đầu nó tấn công mình rồi. Là nó có lúc đó nó đủ lực nó tấn công mình rồi, mình trở tay không kịp là rồi đó. Nhưng mà bây giờ tôi mới là biết được ông bạn này là cực kỳ luôn. Ông bạn này là ông trị là 3 năm, 4 năm gì ông trị cũng hết. Trừ ra người đó tới số thôi. Vậy rồi khi mà người ta muốn cần để cho chú với và ông bạn của chú giúp thì người ta sẽ liên hệ với chú hả chú Tư? Liên hệ tôi rồi tôi cho số rồi cho cái địa điểm rồi đi kiếm. Hoặc là... hoặc là lên ngay cái cốc tôi nè rồi tôi nếu tôi khỏe tôi đi hốt giùm luôn cũng được nữa. Chú Tư cho hỏi đặt cái vụ mà bị bệnh đó rồi mình dùng thuốc gì để mình phun á chú Tư. Giờ chú Tư chia sẻ cho bà con để người ta trị chú Tư. Cái bệnh này thì thuốc động không à chứ đâu có gì quan trọng đâu, chẳng hạn như là cây nổ đồng tiền hoặc là đọt dúi nhai chút phèn phun nó vậy chứ đâu có gì đâu. Mà hai cái đó là nhập một lên mình nhai mình phun ha. Còn cái xác thì mình bó ngay chỗ cái mạch tay mặt đó. Với còn một vị nữa. Vị nữa. Vị nữa thì anh Tùng nhân ái biết anh Tùng chỉ giữ vị đó chỉ không được nha quý vị. Còn là điện vô muốn tạo chỉ nha. Vậy đó không nói trên mạng được. Đúng rồi, một con vậy nữa tôi vậy cứ điện thẳng cho chứ. Cho chứ thôi. Còn mấy thì điện cho mấy đệ rồi mấy đệ cho số điện thoại chú Tư. Rồi điện thẳng ngay chú Tư nha. Chứ đó người ta ngại ta không dám nói ra đâu. Nhưng mà đừng cho người bệnh biết nha. Người bệnh biết không hết hả chú? Còn chú Tư ơi, hỏi câu cuối đang để kết đề thì bà con nói là sao chú Tư tài giỏi như vậy mà chị nhiều người hết vậy mà sao chị cũng liễu không hết thì chú Tư cũng cho ý kiến vậy. Cái bệnh con liễu bởi vì mình nói ra nghe đó thì bởi vì cái nghiệp của nó quá nặng rồi cho nên là cứu căn chứ không có cứu số được. Chứ nếu mà nói về cái ngực của nó thì cũng chưa có chạy nữa mà ngặt nó bị gãy thêm cái giò rồi nó liệt thêm cái giò nữa cũng như nó chết nữa thân mình rồi. Cái nghiệp của nó quá nặng rồi làm sao mà chị nổi. Giờ muốn hết thì mình phải chỉ hết cặp giò trước đi. Chỉ không được. Nặng lý lắm luôn, cái nghiệp nó kể như dữ lắm luôn, chị không nổi. Cái lưng thì nó chứ phải mà cái phải chi mà có cái ngực không thì nó không đến đổi. Nghĩ là không mà tôi quay như một cục chết. Nghiệp nó đợi nằm nó đợi ngày. Cái nghiệp của nó là kể như quá nặng rồi. Cho nên trong đó thì ông Phật thì ông cũng có nói mấy cái câu này.
Ông nói là có nhiều cơn bệnh phát sinh, lương y còn phải bó tay ngồi nhìn. Đâu phải nói lương y mà chỉ toàn bộ hết đâu. Vậy rồi cũng xin kết đề thì cũng hỏi là câu hỏi phụ là những cái bệnh đó thì nói chung là không ai biết được mình bệnh hay là không bệnh, hoặc là tránh hay là không tránh, nhưng mà chú Tư mình thời buổi hiện đại bây giờ thì mình chỉ có Nam Mô Di Đà Phật mới để phòng ngừa được, phải không chú Tư? Thì một là ráng lo tu sám hối, rồi niệm Phật rồi này kia. Bởi vì khi mà mình vướng vô cái bệnh đó thì Đức Thầy cũng đã cho biết rồi, là rủi ốm đau bởi tại căn tiền đó, chỉ cho mình gỡ ra đó. Hoặc hiện kiếp làm điều bạo ác, phải ăn năn phước điền tạo tác, lo thuốc thang khẳng giấy Phật trời, nguyện sửa lòng ác Phật giúp đời, xuống đức rộng từ bi hỷ xã. Chỉ cho mình cái đường mình gỡ ra đó. Tại sao mình không biết gỡ rồi? Nhiều khi có người đau bệnh như vậy đó, rồi còn sát sanh hại mạng ăn vô nữa, cũng như xuồng khẩm mà dục đá thêm xuống nữa. Cho nên mình phải là sám hối ăn năn, rồi còn phải bố thí trì chay giữ giới cho ngon lành, rồi từ từ cái nghiệp nó mới buông ra. Chứ đâu phải nói tu bữa hai bữa là hết đâu, đâu phải gì. Bởi vì cái nghiệp mình đã gây nhiều đời trong đó. Mà không niệm sao chữ Di Đà thì xong luôn. Dạ, yeah. Rồi thì cũng kết lệnh đề tài chú Tư, nó cũng nhắc lại những cái khí độc những cái cho nên là trước khi kết lệnh cái đề tài này thì cũng nhắc lại cho quý vị nghe là mình sẽ sắp sửa vướng vào cái nạn khổ dữ dội đó. Nào là chiến tranh nè, rồi chịu những cái khí độc nè, rồi nào là đói khổ nè, nào là dịch bệnh nè, nào là cái sự đe dọa tiêu diệt là toàn phần hết đấy. Thì như vậy là có cái đường nào sống nổi đâu mà không lo tu. Cho nên là bà con mình ráng lo tu đi, tu là cho siết cho ngon lành vô. Bởi vì cái của thế gian này là của giả không à, đừng có mê nó, đừng có tối ngày chạy theo nó, không rồi không có tu rồi khi tới chuyện tiền bạc nó đâu cứu mình được. Chỉ có cái đức nó cứu mình thôi, tiền bạc nó đâu cứu mình được mà chạy theo tối ngày, chạy theo nhà lầu xe hơi thôi. Cho nên khuyên quý vị, mình có tiền mình mua xài, không có là thôi, có là cũng xài nữa, nhưng mà đừng có để cái tâm dính vô đó, đừng mê nữa. Rồi mình cũng phải chia sớt cho mấy người nghèo người ta, cho người ta no, người ta tu chứ. Nhiều khi người ta đói quá, người ta tu không được nữa, tội nghiệp người ta. Đó, cho nên là để kết luận cho bà con mình biết để ráng lo tu nha. Rồi để cuối cùng để cầu chúc cho quý vị thân tâm thường an lạc, đạo quả viên dung, và gia đình được bình yên hạnh phúc, bệnh tật tiêu trừ, chuyện lành đem đến, chuyện dữ đem đi. Tới đây xin chào quý vị nha. Nam Mô Di Đà Phật.